Em xin chào quý vị anh chị nha, đã đến với kênh bón giấy số quen anh chị. Rồi thì hôm nay em là bón giấy số, là hôm nay cái đài quán trị đó, ngày thứ năm ngày 20 tháng 4, anh chị số rất là nhiều đó. Thì em là cầu vận may luôn, là em sẽ nói với anh chị là đây, hôm nay là em đi xuống quán ở ngang, là em mua con số 44 nè đó, em xuống ngay cầu Đà Khúc anh mua số 44, em mua số 36 đó, và em mua số 12 đó nghe anh chị. Rồi bây giờ nghe là giờ em bón đây, 36 em lấy một tờ nghe anh chị, 36 em lấy một tờ đây với là 63 đó, em lấy là 5 tờ đó nghe anh chị, đây 5 tờ nữa là anh chị thấy không, để em lấy, để em tính hết cho anh chị mình xem mới ngang là hôm nay em cào bằng mai nha anh chị. Đó thì em lấy, nhưng mà qua nếu mà giấy số mà đem trả nha anh chị là phải két. Chỗ này nha anh chị không có nguyên hình nguyên khổ là két đem trả nha anh chị. Đó nhưng mà em hôm nay em sẽ là lấy 9 số này. Và sau đó ngày qua 5 giờ rưỡi em sẽ quay video tiếp tục, là em có để số nha anh chị. Đó nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha anh chị, em lấy 9 số nha anh chị. Đó là ngày 20 tháng 4 thứ năm nha anh chị. Đó, em lấy 9 số này, 1 là 44, 36, 12 một con là 3 con, 36 là 5 con, 36 1 con thì nó ra 47 con, 47 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con nha anh chị. Rồi em lấy 6 tờ nguyên hình nguyên khổ nha anh chị. Đó chiều nay em sẽ lấy 6 tờ này đó, và sau 5 giờ rưỡi em sẽ quay lại cho anh chị là vé số không két. Nếu mà vé số mà đó là đem trả là két đoạn này nha anh chị, đó nguyên hình nguyên khổ nha anh chị. Rồi hôm nay yếu quá, hôm nay ít có người mua vé số, mà vé số còn rất nhiều đây, dạy em để trăm tờ nha anh chị. Đó anh em mua, em bón với vậy em bón mà éo quá em trao luôn, em trao luôn để số luôn nha anh chị. Rồi rồi cảm ơn quý vị đó. Bây giờ lấy có, bây giờ mới có hơi giờ thôi mà kiếm vé sớm luôn nha anh chị, trả sớm luôn. Hôm nay trời nắng không mưa, trời nắng không mưa mà é nha chị, hơi giờ 13 phút nha anh chị, mới có hơi giờ 13 phút này anh chị thấy cái rõ cái điện thoại em để này, hơi giờ 13 phút thôi này để anh chị xem, hơi giờ 13 phút này đó, 14 giờ 13 phút là hơi giờ đó. Đó bây giờ với số còn rất là nhiều đó, đếm cọc nha anh chị. Đó thì em sẽ là sẽ mua 9 tài giấy số nha anh chị, 9 tài giấy số đó, phía đâu còn bận mai nha anh chị. Đó mình chúc cho anh chị là chiều nay mua giấy số may mắn phát lộc phát tờ nha anh chị. Đó em hôm nay em lấy 9 tờ đó nha anh chị. Đó rồi thì video đến đây em quay cho anh chị cô bác mình xem cái buổi bón giấy số của em là hiện giờ trưa nắng hơi giờ mấy rồi, mà thường thường tôi đi lòm tao mua nhưng mà vẫn thấy dáng ế nha anh chị. Đó sáng em lấy 9 tờ luôn nha anh chị, 9 tờ đó, 9 tờ sau cứ qua cái bữa hôm nay em sẽ quay lại cho anh chị mình xem là có trúng hay không, em cũng quay cho anh chị mình xem, đặt cũng quay mà trúng cũng quay nha anh chị, đặt gì cũng quay mà trúng cũng quay lại cho anh chị, là mình em vào thử cái ba chiến tài giấy số này có vô không anh chị, đâu đưa tiền đâu nghe, không có bây giờ không có đồ nghe đâu nha anh chị. Rồi video đến đây bừ đi quần đó anh chị, nói từ đâu nó cái video đó nó chạy ơi. Đó em quay video mà có quần rách hồi nộn ha luôn, từ xuống giờ đi luôn với quần ở mà rách quần luôn mà không xô quay luôn đây anh chị, câu đi từ rách cái quần luôn. Rồi rồi tới đây em xin tạm dừng nha anh chị. Anh chị có gì xem ủng hộ bấm like subscribe ủng hộ em nha anh chị, để bà con cô bác tới mua ủng hộ với số em ở cây xăng Tịnh Đông, ông Bình, đồng 12 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng ở nha anh chị. Rồi thì đến đây video em xin tạm dừng, chúc cho bà con ở một ngày vui vẻ nha anh chị, phát lộc phát tài khi mua giấy số nha anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.